Xin chào tất cả mọi người, con tên là Quỳnh Anh, năm nay con 13 tuổi, đây là em con. Con tên là Bảo Châu, năm nay con 11 tuổi. Hôm nay chúng con xin biểu diễn bài Merry Christmas để mừng Giáng sinh. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ.